Sức bản thân là từ mặt đất cho tới trung điểm phân lớp thứ hai, nó là 1.8 m. Thì thầy thầy xem bài của em như vậy đúng chưa thầy? Anh bảo Dạ. đúng không? Alpha. Ở đây lớp chú ý hệ số alpha. Bây giờ trong bảng có 3 số thập phân thì chúng ta đây cũng tính toán lấy 3 số thập phân thôi. K0 ở đây tương đương với hệ số alpha nha. Alpha chúng ta lấy 0,567, 3 số thập phân thôi. E2 chứ không phải là EB2 nha. Ở đây tôi chiếu cái tài liệu hồi chiều tôi mới đưa cho lớp mà. Tôi có đính chính sửa lại một số cái. Cái này đây nha, lúc chiều ta có nêu này. Cái biểu thức tổng quát trong tiêu chuẩn nó ở đây. E này đây mô đun biến dạng mà ở trạng thái ứng suất biến dạng có nở không? Ở đây thì vì có nó có hai cái hệ số beta. Ta đặt đây một giá trị beta phẩy. Còn cái EI này đây này, EI này đây chính là cái mà chúng ta trong hồ sơ để cho chúng ta có. Đây, EI ở đây chúng ta đang lấy cái thằng EI đây này. Nó là EI từ kết quả để cho. Còn cái E này đây này, module này đây chính là module bản nén. Bản nén à, bản nén ở trường ấy. Đây trong tiêu chuẩn nó có phần khác nhau. Đối với 9362 của 12 thì người ta lấy alpha bằng 0,8 cho mọi loại đất. Tài liệu này lúc chiều tôi gửi lớp rồi nha. Còn thay trong 4202 của 12 thì hệ số beta đây lại nó ra theo cái loại đất khác nhau. Và nếu như
Nếu như quan điểm cái hai cái hệ số này, hệ số trong cái hai từ trên này là giống nhau nha, nếu nha, nếu xem nó giống nhau thì lúc đó hai thằng beta này đây này nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Khi hai thằng beta triệt tiêu lẫn nhau rồi thì f y nó đưa về biểu thức này đây. Và cái biểu thức này đây biểu thức cuối cùng chúng ta tính toán tính lũ. Thank you.
hướng dẫn cho khoa về làm đấy nha. H2 ở đây không cho 70 được anh Bảo. Ủa từ đâu suy ra cái này nhỉ? Các anh làm bài sửa lại. Thứ nhất bài làm mới bảo đây H2. H2 là chiều dày của phân lớp thứ hai. Phân lớp thứ hai ở đây chỉ có 40 cm. Từ đáy móng xuống đáy lớp 1 chỉ còn 90 phân. Mà phân lớp 1 đã 50 phân rồi thì phân lớp 2 chỉ còn 40 cm. Thế là có anh em lẫn nhá. Đài lẫn nhắn tin điểm danh cho thôi đi. Dạ thầy ơi, bạn Nguyễn Phú Thịnh số 38 á thầy, bạn đi tiêm vaccine bạn chưa có về thầy, bạn nhờ em xin thầy cho nhắn thầy. Nói xong mời lắp lỉ nha. Dạ 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 em chào thầy ạ. Dạ. Dạ.